truyền cảm. Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng không lạ gì nam ca sĩ nổi danh Lam Trường đó quý vị. Hôm nay có sự xuất hiện rất đặc biệt của người em ruột của Lam Trường, đó là Dồ Trường. Xin mời trong cảm giác này thật nồng nhiệt đấy. Chào đón nam ca sĩ Dồ Trường đến từ Cali. Qua nhà phẩm cá của